Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Mình biết ở đây có rất nhiều anh em khi mà chúng ta chơi những cái tựa game thì chúng ta ai phải có những cái highlight và chúng ta muốn record lại những cái highlight đấy. Thông thường thì nếu anh em nào mà muốn ấy, thì chúng ta sẽ phải setup trước một phần mềm cực kỳ điển hình là OBS hoặc là XSplit, là những cái phần mềm liên quan streaming và có hỗ trợ record. Tuy nhiên thì những cái phần mềm đấy là những phần mềm, thứ nhất là những phần mềm miễn phí, và cái thứ hai nữa là đôi khi nếu mà anh em nào mà có một cấu hình không phù hợp thì có thể ăn mất cái hiệu năng của CPU. Mà anh em biết rồi đấy, những cái tựa game mà anh em muốn có highlight thì đa phần là những cái tựa game online, và những cái tựa game online thì sẽ tiêu thụ vấn đề liên quan đơn nhân, thì đấy, record như vậy thì FPS trong game sẽ bị giảm xuống một chút. Tất nhiên thì sẽ có một số anh em sử dụng những mẫu CPU cụ thể, ví dụ như là của Intel thì có tính năng Intel Quick Sync thì sẽ không gây ảnh hưởng, thì đấy là đặc thù thôi thì mình không nói đến. Thế còn những anh em nào mà có cấu hình thơn một chút, muốn sử dụng, muốn record nhanh ở trong game mà thông thường anh em không có những cái thiết bị để hỗ trợ bấm nhanh ấy, thì toàn phải on tap ra, và một số những cái tựa game mà anh em không biết setting kiểu on tap ra nó lỡ mất đi cơ hội chúng ta. Vậy thì chúng ta nên sử dụng những cái phần mềm như thế nào? Ở đây thì mình sẽ có hai hướng cho anh em. Thứ nhất là sử dụng phím tắt Windows và G, tức là khởi động cái trình record nhanh của Windows. Tuy nhiên thì mình cũng không khuyến cáo anh em thường xuyên sử dụng cái gọi là cái cách record này lắm, bởi vì thứ nhất là cái chất lượng record ra không cao, và cái thứ hai nữa sẽ gây đơ mất khoảng chừng 3 đến 4 giây mỗi khi anh em bấm. Thế nên sẽ có một cái giải pháp dành cho anh em nào mà đang sử dụng card đồ họa của Nvidia từ dòng GTX 750 Ti trở lên, đó là phần mềm GeForce Experience. Thì anh em có thể tải cái phần mềm này ở trên mạng, hoặc là khi anh em download driver mới từ trên mạng về của Nvidia ấy, cài card đồ họa vào, thì bên Nvidia cũng sẽ hỏi lại là có muốn cài riêng driver hoặc là cài driver kèm theo phần mềm GeForce Experience. Thì cái phần mềm này sẽ có những cái thứ mà mình thấy rất là hay ho. Thứ nhất là khả năng record nhanh thông qua phím tắt là Alt+F9. Thì khi mà anh em đã cài đặt xong mọi thứ rồi, anh em bấm Alt+F9 ở trong game thì ngay lập tức tựa game của anh em sẽ record lại. Cách record đây là sử dụng cái sức mạnh ở bên trong GPU và một chút liên quan CPU nữa. Tuy nhiên thì đây record trực tiếp ở trong game, anh em có thể bấm ngay được, và FPS trong game hầu như sẽ không thay đổi nhiều nếu như anh em nào mà có cấu hình đủ tốt. Theo như mình thấy, mình đã có test qua rồi, chơi chuẩn ở độ phân giải Full HD thì từ những phiên bản như GTX 1660 trở lên thôi, thì khi mình record là gần như cái FPS không có thay đổi nào quá nhiều. Còn những anh em nào mà sử dụng những cái phiên bản nó thấp hơn, ví dụ như 1050 trở về, thì mỗi khi anh em bấm record thì cái mức FPS trong game nó sẽ bị sụt đi khoảng 7 đến 8 FPS. Cái này thì chúng ta cũng cần phải quan tâm suy nghĩ, nếu như anh em là mà thực sự cần cái FPS cao thì có thể không cần, không nên record. Còn nếu anh em là muốn có highlight thì giảm 7-8 FPS mình nghĩ là cũng được đấy. Đang chơi game từ 70 FPS về khoảng 63 thì vẫn có thể chấp nhận được, không ảnh hưởng gì. Và khi mà anh em record ra thì sẽ được record theo chất lượng cao. Ví dụ ở đây, nếu như anh em nào sử dụng phần mềm của OBS mà anh em không để ý, không thiết lập sẵn, record ra file chất lượng cao thì cái file của anh em xem lại sẽ khá là mờ. Còn với phần mềm này thì sẽ record đúng chất lượng ở trong game. Ví dụ anh em chơi game chế độ phân giải Full HD, anh em nhìn thấy như nào thì sau khi record ra cái file game nó sẽ như vậy. Khi em sử dụng những cái file kiểu 2K hay là 4K, màn hình 2K, 4K, anh em record thì cũng ra được những cái file 2K, 4K với chất lượng cao. Thì phần mềm cũng sẽ hỗ trợ thêm một số những cái tính năng để anh em có thể tối ưu hóa liên quan đến từng tựa game một. Anh em chỉ cần scan cái tựa game đấy, hoặc là cái phần mềm sẽ tự scan ra game và sẽ tối ưu hóa dành cho anh em. Và thêm một điểm thú vị nữa, cái này thì mình nghĩ là anh em game thủ sẽ không ai để ý lắm, đó là chụp ảnh ở trong game. Tất nhiên thì chụp ảnh trong game sẽ có rất nhiều cách. Anh em có thể sử dụng luôn cái phím cứng bên trên, xong một lúc sau paste ra cũng được. Đấy là một cách rất hay, rất nhanh. Mình thấy tính năng như vậy bấm khéo còn nhanh hơn phần mềm. Tuy nhiên thì với phần mềm ở đây thì sẽ có một số những cái thứ hay ho hơn. Với những cái tựa game hỗ trợ thì có thể chụp ảnh được 360. Điều này thì gần như khi mà anh em sử dụng những phím tắt hay là phần mềm bên ngoài thì chưa chắc chúng ta đã làm được. Bởi phím tắt chỉ là phần mềm cái hình ảnh trước mặt chúng ta thôi. Còn khi mà muốn chụp ảnh xung quanh các hướng 360 ấy, thì chúng ta cần sử dụng phần mềm thì mới có thể hỗ trợ được. Còn đối với những anh em nào mà sử dụng AMD thì sao? Cái câu chuyện này thì sẽ hơi khác một chút. Thì phần mềm Nvidia GeForce Experience này sẽ chỉ hỗ trợ cho card đồ họa của Nvidia. Còn những em nào mà sử dụng card đồ họa đến từ AMD thì sẽ phải sử dụng phần mềm của AMD. Tuy nhiên thì mình thấy phần mềm của AMD, thứ nhất là có đơn giản những phần mềm đấy là có thay đổi điều chỉnh này, anh em có thể điều chỉnh những cái thông số liên quan đến card đồ họa. Tuy nhiên cái vấn đề record game ấy
tùy từng bản update. Ví dụ bản A có, sao bản B không có, sao bản C thì lại có. Mình cũng test mãi rồi mình chả hiểu vì sao lại như vậy. Nếu như mình gọi đây là phần mềm tính phí cũng đúng, mà phần mềm miễn phí thì cũng đúng luôn. Vì sao? Miễn phí là bởi vì anh em có thể tải trực tiếp ở trên mạng. Tính phí là bởi vì anh em đã móc hổ bao ra mua những mẫu card đồ họa đến từ MV đây để có thể sử dụng được cái phần mềm này. Cho nên nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều liên quan đến khía cạnh là gaming, quay lại highlight, chụp ảnh. Đây là nếu anh em có highlight nhé, còn không highlight thì thôi. Thì anh em nào mà muốn quan tâm đến những cái phần mềm, những cái cách sử dụng sao cho nhanh nhất thì có thể để lại bình luận dưới comment. Mình sẽ tìm ra những cái phần mềm hay để có thể chia sẻ cho anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.